Này chú Bơm. Bác. Chết chăm chỉ nhỉ. Thì sáng giờ có cái xe nào hỏng chưa? Rét thế này có người hỏng chứ xe đâu có hỏng đâu bác. Ừ. Chết chết, mấy hôm nay thời tiết nhiệt độ xuống thấp. Cánh già anh em mình ra ngoài đường ngại lắm. Mà tôi ở trong nhà phô tô đã đành. Chú phơi mặt ra ngoài đường thế này. Lạnh lắm chú Bơm ạ. Hay thế này đi. Đợt tới có lẽ chú chuyển nghề đi chú Bơm ạ. Bác tính, cái nghề bơm vá này của em nó là nghề gia truyền rồi. Chuyển nghề gì được hả bác? Mà bác tưởng chuyển nghề mà dễ đấy à? Bây giờ có người 2-3 bằng đại học xin việc còn khó đấy bác ạ. Ừ, cũng đúng đấy chú ạ. Sáng nay tôi đọc báo, thấy người ta đăng việc tìm người, người tìm việc. Chết chết, tuyển người khó khăn lắm. Nói đâu xa. Đây, cái công ty tin học ở đầu phố nhà mình kia kìa. Hôm qua em đi em thấy nó dán cái biển mà tuyển người ấy. Mà tuyển gì? Nhân viên lễ tân thôi. Mà đủ tất cả các vòng nhá. Nào là ứng xử này, tài năng này, lại còn có cả cái vòng thi áo tắm nữa. Chết, chú không đùa đấy chứ. Làm gì có cái chuyện ấy. Nhân viên lễ tân thì cùng lắm chỉ là cao to đẹp dai hay là xinh gái mỹ miều. Làm gì có chuyện lại phải thi cả áo tắm. Bác nhầm. Vòng thi áo tắm để mà người ta bới lông tìm vết. Bới đến khi nào không thấy vết gì thì thôi. Chết. Còn hơn cả thi hoa hậu ấy. Chết, đã mặc áo tắm rồi mà lại còn bới lông tìm vết. Quá bằng thi người mẫu. Ok. Này còn... Thế chú xem thế nào, liệu anh bỏ cái quán photo để làm bảo vệ, liệu người ta có thi cái phần thi áo tắm? Bác làm bảo vệ gì? Bác tuyển bảo vệ gì? Áo tắm là cái chắc. Ui, cứ đùa đấy à? Mà thì bác tưởng là bác đủ tiêu chuẩn á? Người ta tuyển bảo vệ, người ta phải ưu tiên những cái đối tượng mà đã từng phục vụ trong lực lượng vũ trang. Ví dụ công an, bộ đội này. Bảo vệ nó phải phản ứng nhanh. Chứ bác lù dù thế này thì làm bảo vệ em sao được. Nhưng mà mình cẩn thận, mình có đạo đức tốt, mình chân thành, thì mình thực sự trung thực thì làm gì mà không làm được bảo vệ. Không được đâu bác ơi, bác nghĩ đơn giản nhá. Bảo vệ bây giờ nhá, ít nhất cũng phải có một bằng đại học. Úi giời, thế thôi. Tôi lại về với photocopy thôi. Chứ sao nữa. Thôi, làm chén nước đã chú Bơm ơi. Vâng. Ôi giời, chả mới đây. Uống tí cho nó ấm. Ui giời. Bác ạ. Bác cho em chén nước. Có cái gì ăn không anh? Ui giời. Sao lại hỏi chén nước lại có gì ăn không nữa. Cứ hỏi ăn thì khó. Tôi bán nước. Chỉ có kẹo lạc, lạc rang với chuối thôi. Ừ, cho em cái kẹo cũng được. Sáng đã kịp ăn sáng đâu. Chạy đến cơ quan. Sau đó là chạy đến cái trường, xong rồi lại từ trường lại chạy sang trường bên này. Chả có thời gian mà ăn sáng. Này, chú đi học trường nào ở gần đây à? Dạ vâng, ngay đầu ngõ nè. Tôi ở đây mấy chục năm rồi, tôi làm gì thì có cái trường nào ở đây đâu. Ừ. Trời ơi, nhà trẻ đấy. À, tức là chú đưa con đi học cái gì? Không phải là đi học, mà trường em nó không có địa điểm. Nó thuê cái nhà trẻ để dạy bọn em ở đấy. À, thì ra là thế. Vâng. Thế chú học trường nào ở đấy? Ừ, trường Đại học Bình Dân. Ừ, chú không đùa chúng tôi đấy chứ. Từ xưa đến nay tôi chỉ thấy nghe nói là Bình Dân học vụ, nhà nghỉ Bình Dân. Ê, làm gì có chuyện lại có Đại học Bình Dân. Chú đùa chúng tôi đấy ạ. Đại học gì? Trời ơi, các bác, thế các bác ăn cơm Bình Dân bao giờ chưa? Cơm Bình Dân thì ngày nào chả ăn. Thế bác thấy thế nào? Chả thế nào cả. Cơm Bình Dân thì tức là người bình thường vào ăn cơm thì gọi là cơm Bình Dân. Cơm Bình Dân tức là người dân bình thường vào ăn, đúng không? Vào đấy thích ăn gì gọi cái đấy, đúng không? Đúng rồi. Nó hơi lôm côm, nó hơi bẩn thỉu một tí nhưng mà cái quan trọng nhất đấy là ai cũng vào được, đúng không? Chính xác. Miễn làm sao ấy là ăn cơm Bình Dân nó hợp với túi tiền của người lao động thì người ta gọi là Bình Dân. Có thế mà chú lại định hỏi khó chúng tôi. Quá chuẩn. Thì bản chất trường học của em nó cũng như thế. Sao lại... Tên gọi giao dịch chứ nó oai gọi là đại học tại chức. Còn bản chất thì nó cũng nhìn là đại học Bình Dân như cái gì nữa. Chú nói thế nào chứ tôi nói này. Đại học tại chức tức là gì? Người ta dành cho những đối tượng là cán bộ đang công tác. Vâng. Người ta không có thời gian để đi học chính quy. Vâng. Tức là không có thời gian. Cho nên vâng. Người ta phải học vào ban đêm rồi vâng. Là học vào những cái ngoài giờ hành chính. Ui, rồi đấy là tại chức chứ chú thì làm sao mà... Mà tôi nói cho chú biết nhá. Nếu mà cắt nghĩa ra ấy, đại học tại chức tức là dành cho công chức đi học đại học, người ta gọi là học tại chức. Ôi giời, hai bác khốt ơi, đấy là ngày xưa thôi. Nòng cốt ngày xưa là đúng là dành cho các bác già già như các bác ấy đang làm trong cơ quan nhà nước.
mà có nhu cầu để tìm hiểu thêm cái học vấn kiến thức và cũng là để thêm nâng lương rồi thăng quan tiến chức thì cần phải đi học tại chức. Nhưng bây giờ lực lượng nó mở rộng ra rồi. Mở rộng thì vẫn là tại chức. Chú bảo mở rộng là mở rộng thế nào? Bây giờ lực lượng chính ý, lại là các thí sinh đi thi vào các trường đại học chính quy mà bị trượt thì bây giờ phải chuyển sang học tại chức. Chết. Thế tức là những cái người muốn có bằng cấp, muốn có kiến thức là lại phải đi học cùng với những cái người mà không có kiến thức mà lại muốn có bằng, đúng không? Đúng rồi. Thế không lẽ cái trường tại chức thì người ta không có tiêu chí, không có điều kiện gì để tuyển sinh à? Sao lại không có tiêu chí, không có điều kiện, đầy đủ tiêu chí điều kiện chứ? Vấn đề là ông học là việc của ông, còn dạy toàn là các giáo sư rồi tiến sĩ rồi đầu ngành của các trường đại học chính quy chuyển sang dạy chứ. Nhưng mà ông học cái nào việc của ông chứ? Thế nhưng mà cái đối tượng đi học đấy nó lôm côm như thế, nó đa chủng loại như thế, thế vậy thì quản lý ra làm sao? Ôi giời, sao lại không có quản lý? Về cấp độ khoa nhá thì có trưởng phó khoa, cấp độ lớp thì có chủ nhiệm lớp, trong đó lại có lớp trưởng lớp phó, liêm luật như thế mà lại bảo không có quy củ nữa. Thế nhưng mà tôi hỏi chú thế này nhá. Chú bảo là chú đi học tại chức. Vâng. Giờ này chú còn ngồi ở đây. Thế tôi hỏi chú là chú học vào cái lúc nào? À thì ông dù đã thế mới gọi là học tại chức. Quan trọng nhất là ông chỉ đến ông điểm danh thôi. À thì đầu buổi ấy, thì rất đông. Ai cũng đến được cái tầm đấy để điểm danh. Nhưng mà cho đến gần cuối buổi thì nó cũng rơi rớt thì còn được khoảng 10%. Chú nói thế. Thế bây giờ tôi hỏi chứ nhỡ người ta lại điểm danh vào lúc cuối giờ thì chú làm thế nào? Đấy mới là vấn đề của bọn em. Nếu mà điểm danh vào cuối buổi thì căng lắm. Chính vì thế mới sinh ra cái gọi là dịch vụ đi điểm danh thuê. Mà nhá, đấy đúng rồi. Hai bác ở đây gần như này mà lại rảnh rỗi, hai bác đi điểm danh thuê cho em giả phí. Phí bao nhiêu? 10.000 buổi. Ui dồi, bằng hai miếng vá đấy. Đây. Chú nói thế nào chứ? Bây giờ tôi hỏi, người ta điểm danh tên chú và tự nhiên lại mặt tôi chả sao cả. Sao lại không sao? Tại vì thế này, thầy giáo thì không bao giờ biết được mặt học sinh, tại vì cũng một môn thôi, có đến ba thầy dạy. Hôm nay học môn này thì thầy giáo này đến dạy, mai thầy giáo khác, ai biết các bác là ai. Này, thế cái chất lượng học hành như thế, dạy dỗ mà thầy giáo không có trách nhiệm như thế, học sinh ai học thì học, ai không học thì thôi. Thế đến cuối năm các chú lấy đâu ra kiến thức để mà thi? Ôi trời ơi. Thi thế nào? Thi đều chứ. Nếu mà không thi được thì xin. Xin ai? Xin thầy. Thầy có cho không? Ôi trời ơi, cho chứ. Chắc là không cho. Thế bây giờ em hỏi bác nhé, cả lớp cũng trượt, thầy không cho thầy dạy ai? Cứ xin mồm không thế à? Mồm là mồm thế nào? Nói thật bác là phải đóng phí. Phí ác ấy. Nó giống như là mấy bác đi thi bằng xe máy đấy. Nó phải có phí chống trượt. Phí chống trượt các bác hiểu chưa? Ui dồi. Này, bác Phô này. Nói như cái chú này ấy, thì em với bác là cứ vừa bơm vừa vá, vừa bán nước vừa phô tô, thế nhưng mà vẫn cứ có bằng đại học, đúng không? Mà này, cứ cái kiểu học hành như chú ấy, thế có khi anh em mình có một hai cái bằng đại học cũng nên. Nhưng mà không rồi, tôi tính rồi, cứ cái kiểu kiến thức học vẹt như anh em mình ấy, có khi bán cả cái quán phô tô, cả cái hàng bơm vá của chú mới đủ tiền nộp mà chống trượt đấy. Mà nói thật với các bác nhé, bây giờ cứ có cung là có cầu. Các bác cứ có tiền là các bác có bằng. Nhà trường bây giờ nhá, cái phí để học tại chức ấy, nó là nồi cơm chính của người ta đấy, một năm là mấy chục tỷ đấy, không phải đơn giản đâu. Thế thì không trách được. Bây giờ tôi thấy các hệ tại chức của các trường đại học thảo nào cứ mở ra nhan nhản, hóa ra là rất nhiều người muốn đi học cái hệ này, mà cái hệ này là gần như là cái hệ đi học để đóng tiền đấy. Nói thật với bác nhé, bây giờ là các cháu nó thi trượt nhiều lắm, mà không trượt đại học chính quy, không nhảy vào đây học thì đi đâu? Ở nhà ăn bám à? Đúng rồi. Tức là tóm lại là bây giờ là không cần phải kiến thức. Ông tốt nghiệp phổ thông trung học xong. Đúng rồi. Ông thi vào đại học chính quy, trượt một phát, bố mẹ cứ bỏ tiền ra cho vào lớp tại chức học, thế là ra là cũng có bằng đại học thôi, mà có học hành gì đâu, cứ đến điểm danh thôi. Đúng rồi. Điểm danh không được gì, thuê. Đúng đấy. Rồi. Học thế đấy. Thế thì phải xem thế nào chứ, chắc nhà nước mình phải có cái chế độ quản lý thế nào chứ, để cái tình trạng học vấn như thế này thì chết à. Ôi giời, bác này, đấy, chả hiểu bác này cái thắc mắc, bác thì không hiểu được thực tế cuộc sống bây giờ.
cái bằng tại chức hay là cái bằng chính quy, hai cái là học ở hai hướng khác nhau, nhưng mà ra trường người ta đều tôn trọng, người ta đều coi như nhau. Này, chú có biết không, tôi nghe đài đọc báo, tôi thấy là một số người ta không nhận bằng tại chức vào làm việc ở trong cơ quan người ta đâu đấy. Đúng. Phải là chính quy cơ. Bác nói thế nào ấy? Như thế là không được. Cùng thời gian, cùng công sức bỏ ra hả? Mà bây giờ lại địa phương cục bộ mà lại không nhận là thế nào? Bằng là bằng của Bộ Giáo dục Đào tạo hả? Ông học hành như thế mà cũng không công nhận là thế nào? Như thế là không được. Alo. Đây rồi. Điểm danh ở trong này là điểm danh giữa giờ. Tí em chạy ra em gửi tiền sau nhé. Hôm nay lại điểm danh giữa giờ. Em chào các bác nhé. Nó học hành như thế mà nó cũng có được hai cái bằng đại học thì sợ thật đấy. Này, có khi sau đợt này tôi với chú cũng phải đi học lấy cái bằng đại học đi. Làm cái bằng tại chức. Ừ, đúng rồi. Em với bác chịu khó bóp mồm bóp miệng vào, đóng tiền vào, có một cái bằng tại chức về cho con nó oai. Nhất trí.